Từ từ để anh chụp trước. Ui, nhảy thôi. Đây xuống được không? Không, không. Đau lắm anh. Mình nhảy xuống nó gãy chân. Chạy ra. Về trước. Thì mình cứ thích kia thôi. Đường cổng chính nó xa lắm. Mưa đâu anh ơi? Có mưa chưa? Thôi sao? Con. Mình sẽ phụ trách cái món vật cả. Cầu thiêu, xem đây là được. Cầu thiêu anh ơi nào. Ôm mọi em anh báo phủ phát được. Báo thư lên. Cho em bẩn nha. Thôi tỏ đi. Đây, em nào. Nhìn em đây nè. Đưa tôi được con nào không? Ui, trời ơi. Ui. Cháu bảo thì nhiều cái lắm mà không nghe. Thôi, bác anh nhiều cái nè. Ui. Kiểu quá anh ạ. Cái này không kém ghê. Chúng ta một lời chung luôn. Đây này. Câu lấy hai cái con đi. Hai câu rồi bán. Bán. Nhanh câu nhanh không đến giờ người ta về chưa. Chính vào bác, nhà bác anh. Ừ thì vẫn nhà bác anh mà. Ui, to. Con xe. Đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Từ từ nhá. Món to nhỉ. Sợ cá. Cá to. Từ từ lỗi rồi. Anh,
Bảo dính rồi mà. Không biết câu cá. Tìm tao thích cho nó lôi đấy. Anh xin từ hôm kia rồi. Thì em xin là phải về làm cái gì? Em biết thường thì văn mà... của anh rồi. Anh xin nhưng mà sợ ông không nhớ thôi. Anh xin từ cái đầu tháng ấy. Văn của anh là văn văn ăn trộm. Thế trộm. Tan bảo là nhà bác anh với cả nhà chú anh. Hóa ra tên ông người tên là anh. Hả? Ông ấy nhiều tuổi chả gọi ông bác. Bác anh này.
Thế mai vào đây câu nhiều nhiều anh em ra chợ bán đi. Ừ, mai cho mày với Mao Đệ câu, xong anh em bán cho. Không, nhưng mà anh thôi, anh câu đi. Anh với cả thằng Tam Đệ đi. Không. Em bán rồi, em bán siêu lắm. Không, không em chuyên đi bán cá rẻ rồi. Lắm, mày bán rẻ lắm. Anh với anh Mao Đệ đi câu đi, em ở nhà em bán rồi. Sao câu sướng thì thằng nào cũng nhường. Hay là em câu lên câu ao nhà anh không đi bán. Cũng được. Đừng để anh biết. Cũng được, lại cứ đừng để anh biết. Ừ. Có làm cá qua ô qua mới đây anh ạ. Đấy. Thấy chưa, cá nướng kiểu này mới là ngon nhất. Thằng Mao Đệ lại còn cấu ruột nó ra, nẫu ruột. Nhưng mà em chắc nổ mất rồi. Ở nhà được ăn cá nướng kiểu này bao giờ chưa? Chưa. À chín rồi. Làm sao mà ăn được, lên đây phải có món này đấy. Chín rồi, chín rồi. Lóng lóng quá anh. Hả? Lóng cái gì mà lóng, nóng. Nó lóng nhỉ. Nóng. Đấy, rồi, đi đi. Cảm ơn thầy ạ. Tao cầm muối đi. Ê, muối đâu? Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Sáng nay ăn xong tắm luôn, mát luôn. Dạ thế. Bài này làm gì ở nhà có. Chỗ này là chỗ anh em mình hay tắm. Ở dưới quê gọi đây là view triệu đô. View triệu đô đấy. À, đặt xuống đây. Ở dưới xuôi người ta gọi đây là view triệu đô. Má đâu, má đâu. Má đâu. Đấy, view triệu đô nó phải như thế. Thôi, ăn cá nướng kiểu này. Chờ tí. Anh dám. Đâu, anh thấy nước nó lạnh quá, anh cho nó ấm ấm tí. Mỗi thằng con nha. Con của em rồi. Con em đấy. Con này con thằng Dung. Con em mổ mà. Con này con thằng Hổ. Con này con thằng Đại. Đấy. Mời tất cả mọi người nha. Rồi. Wow. Sao con em còn dài lắm. Chưa chín thì chả dài. Ngon. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Sướng không? Câu cá sướng không? Câu cá sướng. Nó như thế. Sướng mà ăn hơi khét. Sao khét? Không biết nướng. Mày không biết nướng, ăn của anh ngon. Ngon đi. Cá đây gọi là cá, biết cá nướng gì không? Không biết. Cá nướng mọi. Mọi. Không mổ mà đốt. Ăn rất là ngọt, thịt rất là ngọt. Nhưng mà Mày thấy bỏng đầu không? Nhà ông này ăn cá tân trọng như nào ấy. Khả năng anh em mình hụt cá nhỉ. Bỏng đầu quá. Nắng, về trưa. Về đây giữa trưa. Sợ lắm. Nhưng mà không ngại nắng mưa, tại vì anh em mình có view triệu đô ở đây rồi. Anh biết thiếu view gì không? Tỷ đô à? View người xem. Anh em chia sẻ giúp anh em mình nhé. Nhấn vào nút chia sẻ, subscribe, đăng ký nhá. Và cho lên 1 triệu người xem thì em Hổ em sẽ có một phần quà cho tất cả mọi người. Đó. Cửa trường chạy quay lại. Chúng bố tan đen nào.